Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Xã Thành Yên đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống. Phụ nữ Thành Hưng chung tay xây dựng nông thôn mới. Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thành triển khai thực hiện quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ. Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thành nỗ lực triển khai ứng dụng VSSID, dịch vụ tiện ích cung cấp các thông tin thiết yếu, công khai minh bạch liên quan đến quá trình đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Kim Tân phát động ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Công văn số 1591 của Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành về việc không tụ tập xem bóng đá phòng chống dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, đây là năm thứ hai Đảng bộ xã Thành Yên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần đoàn kết, chung sức, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thành Yên đã và đang nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Cách thị trấn Kim Tân gần 30 km, Thành Yên là xã nằm ở vùng đệm vườn quốc gia Cúc Phương, nơi đây có di tích quốc gia đặc biệt Hàng Con Mong. Xã có 5 thôn với dân số hơn 3.000 người, chủ yếu là dân tộc Mường. Năm 2021, Thành Yên đã thoát ra khỏi xã đặc biệt khó khăn và là xã khu vực 2. Bí thư Đảng ủy xã Thành Yên, Đinh Văn Công cho biết, xã đề ra mục tiêu trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội và đời sống của nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng xã Thành Yên sớm trở thành xã nông thôn mới. Nhằm đảm bảo sự thắng lợi trong thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ xã Thành Yên đặc biệt chú trọng trong công tác tổ chức cán bộ, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Coi trọng đào tạo cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và cán bộ quản lý. Cùng với đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong thực hiện nghị quyết đó là đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với nâng cao giá trị sản xuất, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ dân tiếp cận đất đai, đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, lựa chọn đối tượng cây trồng vật nuôi chủ lực và có lợi thế, lựa chọn địa điểm và phương thức tổ chức sản xuất phù hợp, tăng cường chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng hiện có và tiếp tục chuyển đổi 20 ha đất đồi trồng mía kém hiệu quả sang trồng rừng sản xuất, gắn khai thác và trồng mới để nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng, tăng thu nhập cho nhân dân, phát huy thế mạnh trồng rừng kết hợp với mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại gắn với công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Hiện nay, toàn xã có hơn 40 trang trại, gia trại tổng hợp, tiêu biểu như trang trại chăn nuôi gà tại thôn Yên Sơn 2, thôn Đồng Thành, nuôi ong lấy mật tại thôn Thành Trung, thôn Yên Sơn 1. Xã đang phấn đấu xây dựng và phát triển ít nhất một sản phẩm trở lên được công nhận OCOP, sản phẩm mật ong. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 45,7 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm là 4%, hộ cận nghèo giảm bình quân hàng năm là 3%. Đến thăm gia đình anh Đinh Văn Phúc và chị Nguyễn Thị Thủy ở thôn Thành Trung, xã Thành Yên. Đây là hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Thạch Thành. Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng anh chị rất năng động trong phát triển kinh tế. Trước đây, gia đình tập trung phát triển cây mía trên diện tích 3 ha. Tuy nhiên, đất trồng lâu năm dẫn đến bạc màu, đồng thời thường xuyên bị ngập úng, dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2019, gia đình anh chị đã cải tạo lại đất, chuyển đổi diện tích đất mía kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả như mít Thái, ổi Đài Loan và đào ao thả cá. Ngoài ra, còn đầu tư thêm các loại máy nông nghiệp để phục vụ sản xuất cho bà con trong xã. Đến nay, không chỉ gia đình anh Phúc mà nhiều hộ gia đình trên địa bàn
cũng đã tích cực thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, như chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng mía, chuyển đổi diện tích mía không hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả như mít, ổi, dưa lưới, bí xanh. Là địa phương có di tích quốc gia đặc biệt Hang Con Mong, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích, Đảng bộ xã Thành Yên đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm tạo đột phá cho phát triển du lịch, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, kêu gọi đầu tư phát triển điểm du lịch di tích lịch sử Hang Con Mong, suối Vó Ấm. Mặc dù con đường liên xã đã được đầu tư nâng cấp, tạo thuận lợi cho người dân đi lại thuận tiện, cũng như thu hút du khách thập phương về với di tích quốc gia đặc biệt Hang Con Mong. Tuy nhiên, hiện nay còn khoảng 4 km đường đất nối từ thôn Sánh, xã Thành Yên đi làng Sấm, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, Ninh Bình chưa được đầu tư. Cấp ủy chính quyền địa phương mong mỏi con đường được đầu tư sớm để mở ra cơ hội, tạo thuận lợi kết nối du lịch quốc gia đặc biệt Hang Con Mong với điểm du lịch quốc gia rừng Cúc Phương và chùa Bái Đính, Ninh Bình một cách nhanh nhất. Về Thành Yên hôm nay, cảm nhận diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng, giao thông, các thiết chế văn hóa ngày một hoàn thiện. Với việc đề ra chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 một cách cụ thể, sát thực, cùng với nỗ lực quyết tâm của cấp ủy chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, tin rằng Thành Yên sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, bằng những việc làm thiết thực, Hội viên Phụ nữ xã Thành Hưng đã có nhiều đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể và nhân dân trong xã, làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất lẫn tinh thần của Hội viên Phụ nữ được nâng lên rõ rệt. Phát huy kết quả đạt được, hiện nay Hội Phụ nữ xã Thành Hưng tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thu hút hội viên chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Hưng hiện có hơn 876 hội viên, đang sinh hoạt ở 6 chi hội. Thời gian qua, cùng với vận động hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, hội còn triển khai thực hiện hiệu quả phong trào Phụ nữ Thành Hưng chung tay xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, hội đã triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 504 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên chung sức xây dựng nông thôn mới của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Hưng thời gian qua là việc triển khai thực hiện mô hình nhà sạch vườn mẫu đã làm thay đổi diện mạo từng gia đình hội viên và từng thôn xóm, tạo nên những đột phá trong xây dựng nông thôn mới. Đến thôn Trường Thành, xã Thành Hưng vào những ngày hè, ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là khung cảnh đường làng ngõ xóm và từng ngôi nhà được xây dựng trang hoàng, thoáng đãng, sạch sẽ, ngăn nắp và gọn gàng, tạo nên một không gian xanh của miền quê đáng sống. Điển hình có gia đình bà Nguyễn Thị Hạt. Đây là một trong nhiều gia đình hội viên được gắn biển công nhận nhà sạch vườn đẹp. Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hạt, thôn Trường Thành, xã Thành Hưng, bộc bạch nói: mô hình nhà xanh vườn mẫu đó thì từ ngày phát động thì làm là cũng rất hiệu quả. Như gia đình nhà tôi đó là thu nhập các cái rau màu đó là cũng rất có hiệu quả đó. Cùng với tiêu chí về phát triển kinh tế thì tiêu chí môi trường và không gian sinh hoạt đã tạo nên yếu tố quyết định đến thành công trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đây cũng là một tiêu chí khó khi triển khai, đòi hỏi phải thay đổi căn bản về tư duy và nhận thức hành động của người dân. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, Hội Phụ nữ xã đã tuyên truyền vận động hội viên tích cực hưởng ứng tham gia với phương châm sạch nhà sạch ngõ gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 504 sạch bằng các việc làm cụ thể như triển khai cắm biển đoạn đường phụ nữ tự quản, hàng tuần huy động hội viên phụ nữ và nhân dân dọn vệ sinh các tuyến đường, trang bị thùng rác công cộng, thu gom phân loại rác thải, trồng và chăm sóc đường hoa cây cảnh, cây xanh. Trao đổi với chúng tôi, chị Phạm Thị Oanh, chi hội trưởng thôn Trường Thành, xã Thành Hưng cho biết thêm: trong đường làng rồi là trong khu vực nhà mình rồi là gom thác rác thải đến một nơi quy định, là mỗi nhà là có một hố rác thải. Chị em có ý thức là ngày nào thì chị em cũng là dọn dẹp vệ sinh đường làng, bây giờ không còn rác thải đổ bừa bãi ra ngoài đường nữa. Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua
cán bộ, hội viên phụ nữ xã đã đi đầu trong tuyên truyền vận động nhân dân hiến hàng trăm mét vuông đất làm đường giao thông, đóng góp ngày công, tiền vốn xây dựng các công trình phúc lợi trị giá trên 88,1 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng đường giao thông liên thôn cứng hóa 2 km, đóng góp hàng trăm ngày công làm đường giao thông, trồng và chăm sóc trên 6,5 km đường hoa phụ nữ, xây dựng thành công 15 mô hình nhà sạch vườn mẫu ở các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nói về công tác triển khai thực hiện các phong trào, bà Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Hưng cho biết. Và trong thời gian tới đây thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Hưng đã triển khai kế hoạch các chi hội đăng ký tiếp tục thực hiện cái mô hình nhà sạch vườn mẫu tại một số chi hội, đặc biệt như là chi hội thôn Liên Hưng, thôn kiểu mẫu công nhận vào 2020 và tiếp tục là tuyên truyền vận động hội viên các chi hội tham gia vào các phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với những đóng góp tích cực, hội viên phụ nữ xã Thành Hưng ngày càng khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo, cán bộ hội viên phụ nữ xã đã lồng ghép việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Từ đó, góp phần cùng chính quyền và nhân dân phấn đấu thực hiện mục tiêu chung tay xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện quyết định số 861 ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2 và khu vực 1 thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Trong đó, huyện Thạch Thành có 17 xã gồm các xã Thạch Tượng, Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thạch Cẩm, Thạch Sơn, Thạch Long, Thạch Đồng, Thành Mỹ, Thành Vinh, Thành Minh, Thành Công, Thành Tân, Thành Thọ, Thành Tiến, Thành Long, Thành Trực và Ngọc Trạo chuyển sang xã thuộc khu vực 1. Duy nhất chỉ có xã Thành Yên chuyển sang xã khu vực 2. Quyết định này thay thế quyết định số 582 có nhiều nội dung thay đổi, đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Theo đó, quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4 tháng 6 năm 2021. Đối với huyện Thạch Thành, trước đây có 18 xã thuộc khu vực 2 và 3. Số đối tượng được thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước cấp quy định tại Nghị định số 146 về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện luật bảo hiểm y tế tại khoản 2 điều 3 được ngân sách nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế của 18 xã là rất lớn. Có 56.926 người tham gia, chiếm 43% tổng người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Đến nay, quyết định số 861 ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2 và khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Huyện Thạch Thành chỉ còn một xã thuộc khu vực 2 là xã Thành Yên, xã đặc biệt khó khăn. Còn lại 17 xã đã thoát khỏi vùng kinh tế có điều kiện đặc biệt khó khăn và khó khăn. Theo đó, số người được nhà nước trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế giảm khoảng gần 55.000 người. Đây là một con số rất lớn và làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Tạm thời, cơ quan bảo hiểm xã hội huyện chưa giảm thẻ bảo hiểm y tế đã báo cáo cấp trên và chờ hướng dẫn thực hiện. Cho đến khi có hướng dẫn cụ thể về việc giảm chính thức sẽ thông báo đến nhân dân. Trước yêu cầu cấp thiết, để tăng cường triển khai thực hiện quyết định số 861 ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, được sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thành đã phân công cán bộ chính sách, tổ chức rà soát người thuộc diện hộ nghèo để lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo, người thuộc diện các đối tượng chính sách khác mà đang hưởng chế độ thẻ bảo hiểm y tế thuộc đối tượng là người dân tộc thì chuyển sang dùng thẻ bảo hiểm y tế đối tượng theo đúng quy định. Rà soát người thuộc hộ cận nghèo, hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình để thông báo cho người dân đóng tiền, lập danh sách mua thẻ bảo hiểm y tế được nhà nước hỗ trợ. Phân công cán bộ phụ trách các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, lấy danh sách chi tiết những người thuộc diện phải giảm thẻ bảo hiểm y tế, không được ngân sách nhà nước cấp, để tuyên truyền vận động cho nhân dân biết và tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đúng quy định và kịp thời, để người dân có thẻ bảo hiểm y tế liên tục, tránh rủi ro cho nhân dân không may bị ốm đau bệnh tật, phải đến cơ sở y tế khám chữa bệnh
thì được hưởng các chính sách về chăm sóc sức khỏe theo chế độ bảo hiểm y tế. Qua đây, Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thành rất mong sự vào cuộc chỉ đạo, tuyên truyền của cấp ủy Đảng, chính quyền để người dân được biết, nắm bắt đầy đủ thông tin về thay đổi của quyết định số 861 của Chính phủ, để nhân dân biết và chủ động tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế cá nhân hộ gia đình, nhằm tạo sự công bằng trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, nhất là trong giai đoạn hiện nay diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, với nhiều tiện ích nhằm mang lại cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi cài đặt ứng dụng VSSID, nền tảng bảo hiểm xã hội số. Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thành đã tăng cường tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn việc hỗ trợ cài đặt ứng dụng VSSID cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân, góp phần giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số là dịch vụ tiện ích cung cấp các thông tin thiết yếu liên quan đến quá trình đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để người sử dụng biết được quá trình tham gia và quyền lợi đã được thụ hưởng của bản thân, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhằm tiến tới thay thế sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế giấy. Bên cạnh đó, VSSID còn cho phép người dùng thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động, góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi của người lao động. Đồng thời, ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số còn là một kênh truyền thông trực tiếp đến người sử dụng về việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, để người sử dụng thấy được giá trị ưu việt của các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt, khi người dân đến cơ sở y tế khám chữa bệnh, có thể sử dụng mã QR code, hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế hiển thị trên màn hình điện thoại thông minh, smartphone để làm các thủ tục được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế. Tất cả các việc ghi danh thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian tới sẽ được thực hiện trên điện thoại di động, smartphone. Theo đó, sẽ giúp cho người dân tiết kiệm được thời gian chi phí đi lại, do không phải đến cơ quan bảo hiểm xã hội như trước đây. Để đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện biết và cài đặt ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thành đã và đang đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn cài đặt. Đầu tiên là phổ biến và yêu cầu 100% công chức viên chức người lao động trong các cơ quan đơn vị thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt ứng dụng VSSID trên thiết bị di động. Mỗi cá nhân trong đơn vị đồng thời là một tuyên truyền viên, chủ động giải đáp và hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VSSID cho các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuộc các doanh nghiệp, cơ sở y tế, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách. Giới thiệu, hướng dẫn cho người dân khi đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc cơ quan bảo hiểm xã hội. Tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn cài đặt và sử dụng cho cán bộ phụ trách bảo hiểm xã hội của các đơn vị, đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, để họ có thể trực tiếp tuyên truyền, giới thiệu đến người tham gia trong đơn vị. Thành lập các tổ hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VSSID đến từng đơn vị trực tiếp hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID. VSSID, bảo hiểm xã hội số. Bạn là người tham gia hay thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp? Bạn không biết mình đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được bao nhiêu năm? Bạn lo sợ doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho mình theo đúng hợp đồng lao động? Hay bạn muốn biết thông tin về thẻ bảo hiểm y tế và quyền lợi của mình khi đi khám chữa bệnh? Đừng lo, đã có ứng dụng VSSID trên thiết bị di động, được phát triển bởi Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Với đầy đủ giới thiệu về ứng dụng, điều khoản và các điều kiện sử dụng ứng dụng VSSID,
Chỉ cần có tài khoản giao dịch điện tử được đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội, bạn có thể tra cứu trực tuyến quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giá trị thẻ bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thông tin cá nhân hiển thị rõ ràng như mã đăng nhập bằng mã số bảo hiểm xã hội của mình, màn hình quản lý cá nhân đơn giản, dễ thao tác bằng một chạm, tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình. Thông tin chi tiết như tra cứu mức lương tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phụ cấp lương, các khoản bổ sung, quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thông tin hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được cập nhật chính xác. Cùng với đó, lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng được thông tin đầy đủ trong sổ khám chữa bệnh. Thông tin hỗ trợ trực tuyến 24/7, tra trực tuyến, gọi điện tổng đài, email, đặt câu hỏi, tra cứu đơn vị tham gia bảo hiểm và nhiều tiện ích khác phục vụ cá nhân và doanh nghiệp. Giao diện đăng nhập đa dụng, bảo mật cao với công nghệ vân tay, nhận diện khuôn mặt, nhận OTP qua số điện thoại, đăng ký tài khoản dễ dàng. Sử dụng mã số bảo hiểm xã hội để đăng nhập tài khoản. Thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên ứng dụng VSSID. Bảo hiểm xã hội số tiến tới sẽ thay thế sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy như hiện nay. Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 25 năm xây dựng và phát triển. VSSID, hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của tổ chức cá nhân. Hãy đăng ký tài khoản và tải ứng dụng ngay hôm nay để cập nhật thông tin chính xác và tin cậy. Quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 11 tháng 6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Kim Tân tổ chức lễ phát động kêu gọi các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài thị trấn tham gia đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, tại buổi phát động, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Kim Tân đã phát động mỗi cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan thị trấn, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ nhằm chung tay trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương. Sau buổi phát động, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Kim Tân đã thu được số tiền gần 110 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của cán bộ công chức viên chức thị trấn Kim Tân, thể hiện tinh thần cộng đồng, trách nhiệm cùng Đảng, Nhà nước, có thêm nguồn lực tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chữa bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, sự an toàn và đời sống sức khỏe của nhân dân trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi công văn số 1591 của Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Trong đó, đã ghi nhận những ca bệnh trong các khu cách ly và trong cộng đồng. Nguy cơ rất cao dịch có thể tiếp tục lây lan nếu không thực hiện nghiêm túc hướng dẫn phòng chống dịch. Theo lịch thi đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam, từ ngày 7 tháng 6 năm 2021 đến ngày 15 tháng 6 năm 2021 sẽ diễn ra các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong vòng loại World Cup 2022 và giải vô địch châu Âu từ ngày 12 tháng 6 năm 2021. Thực hiện công điện số 838 ngày 7 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch COVID-19, công văn số 8061 ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch COVID-19. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu trưởng các phòng ban ngành cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện tại các công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trong đó tập trung thực hiện các nội dung. 1. Yêu cầu thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người đối với các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam và các trận thi đấu khác. Đặc biệt, quán triệt việc không được tiếp xúc giữa những người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú để tránh nguy cơ bị lây nhiễm chéo COVID-19 có thể xảy ra. 2. Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ để người dân thực hiện nghiêm biện pháp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế trong phòng chống dịch COVID-19.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn chỉ đạo các thôn, tổ dân phố, khu dân cư, các lực lượng chức năng, đặc biệt là tổ giám sát cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với công an xã thị trấn, tăng cường hơn nữa việc bám sát địa bàn, tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người đối với các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam và các trận thi đấu khác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Rà soát triệt để, đảm bảo tất cả những người nói trên trở về địa phương phải thực hiện khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Kiên quyết xử lý các trường hợp từ vùng có dịch trở về, không khai báo hoặc khai báo không trung thực. Yêu cầu các xã thị trấn tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ để người dân thực hiện nghiêm biện pháp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế trong phòng chống dịch COVID-19. 4. Bệnh viện đa khoa huyện yêu cầu không tổ chức xem bóng đá đông người đối với bệnh nhân và người nhà đi theo chăm sóc, đặc biệt tại các cơ sở làm dịch vụ tại khuôn viên bệnh viện, để tránh nguy cơ bị lây nhiễm chéo COVID-19 có thể xảy ra trong các cơ sở khám chữa bệnh. 5. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về việc không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người đối với các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam và các trận thi đấu khác, góp phần chủ động tích cực vào công cuộc phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu trưởng các phòng ban ngành đơn vị cấp huyện, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp thực hiện nghiêm túc các nội dung này. Ký thay chủ tịch, phó chủ tịch Nguyễn Đình Tam đã ký. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8 MHz và trên website thachthanhtv.vn. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông báo về việc huy động tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thành. Song song với việc cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện, hoạt động Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện còn được Chính phủ cho phép mở rộng nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm của các cá nhân, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn và chi trả tiền kiều hối toàn cầu nhanh gọn. Với mức lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm tương đương và cao hơn mức lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn hiện nay. Hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm. Với nhiều hình thức huy động tiền gửi đa dạng phong phú, Ngân hàng Chính sách Xã hội nhận tiền gửi tại trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hoặc tại điểm giao dịch ở Ủy ban nhân dân các xã thị trấn vào buổi sáng ngày giao dịch cố định. Với thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chu đáo, lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn gửi đa dạng. Hiện tại, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thành đang huy động ở các mốc lãi suất và thời hạn như sau. Kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất 3,1% trên năm. Kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất 3,4% trên năm. Kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, lãi suất 4,0% trên năm. Kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, lãi suất 4,0% trên năm. Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất 5,6% trên năm.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đang triển khai sản phẩm tiết kiệm gửi góp linh hoạt, là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, cho phép người gửi tiền được gửi nhiều lần, không theo định kỳ trong suốt kỳ hạn gửi tiền. Số tiền mỗi lần gửi không cố định, thấp nhất là 1 triệu đồng trên một lần gửi, với lãi suất được niêm yết tại từng thời điểm gửi. Quyền lợi của khách hàng. Khi gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, khách hàng được đảm bảo 100% khả năng thanh toán, không phải thực hiện bảo hiểm tiền gửi. Khách hàng được bảo mật về số tiền gửi của mình với phương thức trả lãi cuối kỳ. Được rút trước hạn khi có nhu cầu rút vốn. Khi đến hạn thanh toán, nếu khách hàng không đến rút tiền, phần lãi sẽ tự động nhập gốc và chuyển sang kỳ tiếp theo với lãi suất áp dụng tại cùng thời điểm. Việc tham gia gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thông qua nguồn vốn huy động tiết kiệm của các tổ chức cá nhân đã tạo cơ hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách được nhanh chóng thuận lợi. Thông qua đồng vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất phát triển kinh tế gia đình, đảm bảo giảm nghèo nhanh và bền vững. Gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội là bạn đã chung tay giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thoát nghèo bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên quê hương huyện Thạch Thành. Địa chỉ liên hệ: Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thành, khu 4, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành. Số điện thoại liên lạc: số điện thoại di động 0966 255 686. Số điện thoại cố định 02373 877 922. Tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Lâm Sơn đã được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 3 dây chuyền đồng bộ, công suất 10,5 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó, chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt, sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn, tạo dựng mọi công trình. Alo bố ạ, mái nhà mình sửa xong chưa ạ? Mai con qua nhà gửi tiền sửa mái cho bố nhá. Ừ hay, sao phải qua nhà làm gì hả con? Chuyển thẳng vào tài khoản Agribank cho bố. Úi, bố dùng tài khoản ngân hàng á? Chứ sao, bố vừa mở tài khoản ở Agribank. Chả là Agribank miễn phí chuyển tiền trong hệ thống trên tất cả các kênh. Nếu chuyển tiền ra ngoài hệ thống, trên kênh điện tử như điện thoại, máy tính, cây ATM thì miễn phí hoàn toàn. Nhanh gọn tiện lợi lắm con ạ. Mới cả đang được chọn tài khoản số đẹp nên bố đăng ký luôn 2 tài khoản cho cả bố và mẹ. Mà cái anh Agribank này chi nhánh với ATM ở đâu cũng có, giao dịch thì đảm bảo, yên tâm con ạ. Được miễn phí, lại còn tài khoản như ý. Thế thì con cũng phải mở ngay tài khoản số đẹp, dễ nhớ cho con và cả công ty thôi bố ạ. Cảm ơn quý khách hàng cùng Agribank góp phần phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.